Xin chào quý vị và các bạn. Thì hiện là buổi tối ngày 9 tháng 2 năm 2021 và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Đồ Gỗ Kinh Bắc xin hân hạnh giới thiệu đến toàn bộ quý vị và các bạn một sản phẩm tủ rượu Quốc Sâu 70 hàng siêu VIP độc te bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi hoàn thiện cho gia đình nhà anh Tuấn đến từ Khâm Thiên, Hà Nội. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở tôi đi vào đường nét chính trên sản phẩm. Và sau đó cơ sở tôi sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như chiêm ngưỡng. Và thiết kế của sản phẩm gồm có hai cục, cục dưới là phần cảnh đục và cục bên trên là phần cục kính quý vị nhé. Và sản phẩm được làm 100% bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và phủ sơn màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên nền sơn ố 7 đó. Phủ sơn BU màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên nền sơn ố 7 và chiều cao từ đất lên đỉnh trương là cao 2m31 và đỉnh trương là đục họa tiết Hoa Lan Tây. Và ngay sau đây thì cơ sở tôi sẽ lại gần hơn với sản phẩm để quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng được sản phẩm hàng siêu VIP đục te và ván cánh cũng như ván hồi là liền một tấm dày đậu 3 phân và tích đục sâu là 2/2 quý vị nhé. Tích đục sâu là 2/2 và sản phẩm này thì cơ sở tôi hoàn thiện cho gia đình anh Tuấn đến từ Khâm Thiên, Hà Nội. Đó. Và quý vị thể chiêm ngưỡng được đường nét đục chạm bên cơ sở tôi là đục rất là sâu, sắc nét và được những người thợ thực hiện rất là tỉ mỉ quý vị nhé. Đó. Được những người thợ đục thực hiện rất là tỉ mỉ. Đó, ván là liền tấm dày đậu 3 phân. Và đục tích là tứ quý tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và bên trên thì cơ sở tôi có thiết kế một chiếc ngăn kéo đục quả dương sóc và lá nho. Đó, đục quả dương sóc và lá nho. Rất là đẹp quý vị nhé. Và đáy ngăn kéo cũng là đáy liền một tấm. Đó, đáy ngăn kéo cũng là đáy liền một tấm. Đó. Và sản phẩm thì được cơ sở tôi là hoàn thiện phần sơn rất là kỹ vị nhá, nó sơn ố 7 và phủ sơn tre giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và sản phẩm này thì cơ sở tôi đã chọn gỗ rất là đều, gỗ lành lặn, đó, gỗ rất là lành lặn vị nhá, và hoàn thiện kỹ sắc nét. Và chân bệ là đục họa tiết Hoa Lan Tây, nó chân bệ là đục họa tiết Hoa Lan Tây. Và tất cả các chi tiết đục chạm thì cơ sở tôi đã đục rất là sâu, đó, đục rất là sâu vị nhá. Và tiếp đến phần khung cánh thì cơ sở tôi làm với độ dày là 3,5 phân, nó khung cánh là độ dày 3,5 phân và ván cánh là liền tấm vị nhá. Và ván đáy cũng như là ván hậu cũng bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi loại dày dặn, đó, loại dày dặn. Và hoàn thiện phần sơn rất là kỹ vị nhá, và phủ sơn màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Đó, chọn gỗ thì rất là lành lặn, đó, và gỗ thì chọn rất là già gỗ vị nhá. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao. Đó. Và khi khách hàng sử dụng thì không lo mối mọt, không lo cong vênh, không lo lướt dăm, không lo lướt toác và không lo sủi nhựa. Và độ bền của sản phẩm thì nó rất là cao vị nhá. Độ bền rất là cao với sản phẩm. Bên cơ sở tôi làm thì chọn gỗ rất là lục lạc, đó, hoàn thiện kỹ. Đó, hoàn thiện rất là kỹ. Và bên trên là phần cục kính. Phần cục kính thì cơ sở tôi thiết kế gồm có hai đợt kính, đó, hai đợt kính chia làm 3 khoang. Và đợt kính là đợt kính 7 ly vị nhá, đợt kính 7 ly. Và bên ngoài thì cơ sở tôi có lắp cho khách hàng một chiếc tay co bằng đồng, đó, loại xịn vị nhá, tay co bằng đồng loại xịn và một chiếc khóa Việt Tiệp, đó. Và khung cánh vẫn là dày 3,5 phân, đó, khung cánh vẫn là dày 3,5 phân và đợt kính là dày 7 ly vị nhá, đợt kính dày 7 ly và lót đầy đủ gương chiếu hậu để tăng độ phản chiếu, đó. Gương chiếu hậu để tăng độ phản chiếu. Và bên trên thì cơ sở tôi có lắp thêm một chiếc đèn trang trí để tăng độ phản chiếu và tăng vẻ đẹp của sản phẩm lên rất là nhiều. Đó, làm theo yêu cầu của gia đình anh Tuấn đến từ Khâm Thiên, Hà Nội. Và tất cả các cái bản cột hồi, các bản khung xương là dày 4 phân vị nhá. Dày 4 phân, rất là chắc chắn và chất lượng. Đó, rất là dày vị nhá, hoàn thiện rất là kỹ. Và hồi thì cơ sở tôi là hồi lùa kính, đó, hồi lắp kính. Rất là đẹp vị nhá. Và đằng sau lớp gương chiếu hậu thì là một lớp hậu bưng bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi loại dày dặn quý vị nhá. Đó. Cái phần hậu bưng thì cơ sở tôi làm rất là dày. Đó. Độ dày lên tới 1 phân quý vị nhá. Đó, rất là dày dặn bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và hoàn thiện kỹ cho khách hàng từ trong ra ngoài. Đó, từ mặt trước đến mặt sau. Và chọn gỗ thì cực kỳ là đẹp, đó. Với góc là góc 70 quý vị nhá, góc 70. Đó, chiều cao từ đất lên đỉnh trương. Chiều cao từ đất lên đỉnh trương là cao 2m31. Đó. Lắp đầy đủ gương kính, đợt kính cũng như là đèn trang trí để tăng độ phản chiếu. Và bên trong thì khách hàng có thể đựng rất là nhiều vật dụng như là chai rượu, cốc ly
hay là những món đồ lưu niệm thì nó rất là đẹp về ý nghĩa quý vị nhé, rất là đẹp. Và khung cánh là bản dày 3,5 phân. Đó. Bên ngoài thì có lắp cho khách hàng tay co loại xịn, nó cũng như là bản lề. Đó, bản lề thì cơ sở tôi luôn luôn làm những cái bản lề bằng đồng quý vị nhé, làm bản lề bằng đồng, đó, rất là đẹp và bền rất và nó có độ bền rất là cao. Đó, bản lề cũng là bản lề loại xịn. Đó, bản xương toàn bộ là xương bản 4 phân. Đó, xương bản xương là 4 phân. Và đục chạm thì cực kỳ tỉ mỉ và hoàn thiện rất là kỹ. Đó, đục chạm thì rất là tỉ mỉ và hoàn thiện rất là kỹ cho khách hàng. Và giá thành cho một sản phẩm tủ rượu góc sâu 70 hàng siêu VIP đục tay bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và có lắp thêm một chiếc đèn trang trí bên trong thì hiện cơ sở tôi đang chào bán công khai với giá là 15.500.000 đồng cho gia đình anh Tuấn. Và khi khách hàng đăng ký đặt mua thì cơ sở tôi sẽ hỗ trợ từ 30 cho đến 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và đây cũng là ngày 28 âm lịch năm 2021, 28 tháng chạp, thì cơ sở tôi cũng xin phép là xin chúc toàn bộ quý khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn trong năm mới và gặt hái được nhiều thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.